Bên em xuất hiện một chiếc xe Boeing mặt đất mà nhiều bác còn chưa biết đến. Nhưng mà ở đây giá thì lại rẻ tụt quần luôn, rẻ trầm trọng luôn. Vâng, các bác chỉ cần bỏ ra là 145 triệu đồng thôi. Và cuối video các bác mình sẽ biết được chi tiết giá các bác nhá. Đấy, như Boeing mặt đất luôn đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem này. Đây, đây là phần tắp nô của chiếc xe các bác nhá. Được chưa các bác ơi? Rất nhiều chức năng ở trên cái màn hình này các bác nhá. Đấy, trong đó thì có cả camera 360 độ đây các bác nhá. Đây, có cả cam 360 độ luôn. Đấy, đây, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, cửa mở cách nào? Báo cánh luôn, đúng không? Với thiết kế cần số tự động, điều hòa auto, âm thanh nhạc nhẽo của chiếc xe này nghe cực chất luôn. Bởi vì là loa JBL mà. Đề khóa thông minh, start top. Rất nhiều chức năng ở trên cái khu vực vô lăng này các bác nhá. Đấy, túi khí an toàn nằm khắp nơi. Con xe này của em đời cũng tương đối là cao và vẫn còn rất là mới luôn các bác nhá. Là các bác mình bỏ ra số tiền quá ít đã mua được chiếc xe đẹp chất lượng như này rồi. Nhìn như chủ tịch, nhìn như là những chiếc xe dành cho đại gia đúng không ạ? Mà các bác mình nghèo cũng có thể là mua được. Đấy, nhiều người còn chưa biết đến đâu. Cửa sổ trời này, hai màn hình này. Đấy, rồi hai dàn điều hòa, công tắc điều chỉnh ở đây. Trần nỉ coi nhá, trên nóc có dàn điều hòa nữa luôn. Thiết kế có 7 ghế ngồi. Khu vực này mình ngồi 3 người. Đây hai người, đây hai người nữa. Ghế sau này các bác nhìn này, như ghế chủ tịch đúng không ạ? Và có cả cổng điện lưới ở khu vực phía sau này luôn các bác nhá. Ở khu vực phía sau có cả cổng điện lưới 220V, 100W cắm cả lồi cơm điện hay là cắm cả tủ lạnh trên đây cũng được các bác nhá. Và cửa này. Đây nhá, cửa này có chức năng. Đây các bác nhìn xem. Chỉ cần chạm đây thôi, cửa sẽ tự động đóng các bác nhá. Ở đây em ấn nút trên đây rồi. Bây giờ thì em sẽ lướt ấn nút này đi. Ấn nút này để cho nó cửa tự động đóng nhá. Đây chỗ này đấy ạ. Các bác nhìn xem này, rất nhiều chức năng này các bác này. Để em quay luôn này. Đấy, căn chỉnh làn đường, cảm biến, đấy, đèn gầm, đèn pha. Đấy, mở xăng, gương tính điều chỉnh điện. Đấy, gương điều chỉnh điện nằm ở đây, cục gương nằm ở đây nhá. Ấn nút này đi. Khi ấn nút đây rồi, các bác ra ngoài này, để nguyên vị trí như thế nhá. Chỉ cần chạm tay vào cánh cửa thôi, cánh cửa tự động đóng lại luôn. Đây, tự động đóng lại. Và mình có thể dùng chính cái điều khiển này, dùng chính cái điều khiển này để mình mở nó ra nhá. Đấy, bấm một lúc đây thì cửa tự động sẽ lùi về phía sau. Cực kỳ hay. Đấy, cực kỳ hay luôn các bác nhá. Đấy, hoặc là mình chạm tay vào đây này thì cửa nó cũng tự động nó mở ra cho mình. Đấy, tự mở nhá. Được chưa? Rất hiện đại. Rất hiện đại luôn. Xe thì cực kỳ là mới rồi. Con xe không bàn về xe luôn. Mới như kiểu đời 2020 mấy luôn. Đấy, từ những cái vị trí nhỏ như thế này các bác nhìn xem vẫn còn rất là mới như vậy. Đây, tem mác này. Xe nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Nhập khẩu nguyên con nguyên chiếc luôn. Đấy, một mẫu xe đến từ nước ngoài. Và xe thì không hề có cái lỗi lầm gì. Đấy, máy số keo chỉ của xe vẫn còn zin. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe vẫn còn cực kỳ đẹp. Đấy, không lỗi tai nạn và không lỗi ngập nước các bác nhá. Đấy, giấy tờ pháp lý chuẩn, sang tên lúc nào bên em đều hỗ trợ cho mình hết các bác nhá. Đấy, na đang lốp đẹp, phanh đĩa và nha bếp. Đấy, lốp dày, thân vỏ cứng dày, đèn đóm trước sau rất mới. Cảm biến va chạm được làm xung quanh luôn, có camera lùi được làm phía sau các bác nhá. Đấy, Lucan M7 các bác nhá. Sản xuất năm 2014. Với thiết kế là cần số tự động. Nhập khẩu của chiếc máy của xe là 2.2, nhiên liệu là tầm khoảng 8-9 lít, 10 lít trên 100 km các bác nhá. Tất cả những cái tem của xe vẫn còn nguyên này, toàn chữ Thái thôi này. Toàn là chữ Thái thôi đúng không ạ? Ở trong đây có một cái quả loa súp. Quả loa súp này kích cho loa nghe cực kỳ chất, nghe cực kỳ hay, nằm ở vị trí này các bác nhá. Cốp đồ rất là rộng như này. Đấy, trần lý các bác nhá. Đấy, ghế này đấy ạ, thì mình có thể là gập lại xuống, mình nâng lên bình thường. Và ở trong đây đấy ạ. Đây em mở cho bác mình xem này. Đây, có cổng điện ra 12V và có cổng nghe nhạc đúng không ạ? Còn trong đây có cổng điện lưới này, các bác nhìn xem này. 220V, 100W đúng không ạ? Đây, mình mở cái nắp này ra để mình cắm điện vào cái lỗ này các bác nhá. Đây, có hai lỗ này, được chưa? Đấy, ghế da sau này như mới rồi. Đấy, ghế da như mới luôn các bác nhá. Đĩa sau này cũng rất là mới lần này. Cốp đồ này, kích lốp đầy đủ hết này, được chưa? Vâng, đây, các bác nhìn xem, bên đây cũng vậy nhá. Cửa bên đây cũng thế. Trang bị ở đây thì có ghế điện này. Có ghế điện, có nhớ ghế, có massage ghế luôn. Đây, rất mới luôn, các bác nhìn xem. Đây, công tắc kính chỉnh điện đây. Da tắp ni bằng da xịn cao cấp nhá. Là JBL nhá. Đấy. Xe không một cái vấn đề gì cả, xe không chê được cái gì cả. Tiền thì ít, thịt thì nhiều. Đấy, tiền quá ít luôn, cửa bên đây cũng vậy. Đấy, tự động đóng vào như này nhá. Dạ. Thân vỏ đẹp. Không lỗi lầm gì về thân vỏ các bác nhá, không đâm đụng, không tai nạn và không mục mọt. Đấy, bằng chiếc xe này thì đến đây em đã quay cho mình xem và các bác biết rồi.
Ở đây em có thêm chức năng nữa, đây là nút bấm từ một chạm này. Camera 360 độ nguyên bản theo xe, làm xung quanh xe luôn. Và đây là đèn xi nhan báo rẽ trên gương. Và đây là phần đầu xe nhá, cảm biến trên, cảm biến dưới. Đèn của xe còn rất là mới này, rất mới luôn. Đây, một vòng xung quanh nhìn xem. Còn mẫu xe MPV cực kỳ chất lượng. Con này hồ sơ đã được cầm tay về bấm biển trong ngày là xong. Trong ngày là có biển mới luôn các bác nhá. Đăng kiểm còn dài. Đấy, một mẫu xe một chủ từ đầu sử dụng. Đấy, nó còn rất là mới luôn, đời 2014 nhập khẩu nguyên con. Đấy, và giá của xe này thì bên em đang bán là 295 triệu đồng. Các bác mình quan tâm alo em để bớt, để chốt, để có một mức giá tốt nhất cho mẫu xe này các bác nhá. Địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương. Đấy, con Audi Q7 này thì bên em đang có mấy con điền. Đấy, giá chỉ từ là hơn 100 triệu đồng thôi. Con nào kém kém thì giá chỉ có hơn 100 thôi nhá. Audi Q7 chất lượng như thế này nhìn như xe vài tỷ luôn đúng không ạ? Đấy, còn rất nhiều xe khác nữa đang mặt tại studio Hải Dương. Các bác mình nhấn đăng ký, nhấn theo dõi, nhấn follow để xem thêm nhá. Số điện thoại là 0938586307 và 0389000555 và 0335838359 các bác nhá. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương. Bên em có ship xe toàn quốc, hỗ trợ sang tên đổi biển toàn quốc, và bên em có làm có đổi xe nhá, bắt xe gì các bác mình không thích nữa mang em đổi cho, em đổi đấy xài cho các bác nhá. Vâng, có mua lại tất cả các loại xe nữa các bác nhá, có xe gì mang em mua lại cho. Vâng, xin cảm ơn ạ.